Rồi các bạn cho mọi người cùng xem ha. Tiếp tục chăm hai bà đồ nha. À, hôm nay đang ủi cái mấy cái chỗ lúng chừa lại nè các bạn. Các bạn cho mọi người cùng theo dõi nha. À, mấy điểm này lúng lắm, chạy ủi gì không. Nó nạp vô dội dội dụng đứng không nè. Giờ mới con gà luôn. Số anh em bắt cá nhóc luôn. Cá rô gì bự vậy? Quá trời cá rô luôn. Trời ơi, chế bường luôn à. Vô kìa. Trời đó. Ê, đâu mà dựng đứng vậy? À cha. Xây bên luôn. Nó lên gò đó. Ghê, yeah, cắm cắm thì ghê. Nhắm cắm cắm thì ghê quá. Ủi mấy cái chỗ này là mấy cái chỗ lúng không đó các bạn. Đang xử lý mấy cái phần lúng. Ô bộ cá nhóc con nội chạy ngang cái hai ba con rút ngoài luôn. Mệt, tài xế chạy máy này mệt.
bằng cái miếng này không các bạn. Ủi không chứ không chạy được các bạn. Nó giật ghê hồn quá. Ồ cho nó cô quay được rồi. Lính B luôn, chóng mặt quá quay. Rồi cô này chắc bỏ lại các bạn ơi, chờ lúng.